chết cả thảm thương gì, cái tối ngày gì. Nhìn sống cũng như những hồn gì, như không có xác luôn. Nghe kêu dân dặn, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Mẹ lên mẹ nhờ mấy cậu mấy gì bên nội ngoại cứu con về, con làm cả đời cũng được. Nghe mấy tiếng con kêu cầu cứu được gì, cứu không được lương tâm gì cắn. Vì thức chuốt, vì khóc chuốt luôn, mà nay vì khóc tính ra là nước mắt gì cũng muốn không cạn, ăn không được. Cứ nằm xuống thấy gai gứt, con kêu mẹ ơi cứu con mà giờ. Xin kính chào cô chú chị trên cộng đồng mạng. Thì hôm nay anh em có mặt tại nhà của ba mẹ của Thế Anh. Chiếc màn hình của chú chị đang xem là mẹ và ba của Thế Anh đó. Thì mấy ngày trước thì anh em cũng chia sẻ cái sự việc của Thế Anh bị lừa qua bên Campuchia làm việc ấy, rồi sau mất mạng ở ngoài Campuchia luôn. Thì hôm nay mình tơ cùng với Tinh Vàng có mặt tại đây cũng như là hỏi lại sự việc anh như thế nào. Con chào cô chú ạ. Dạ. Dạ. Xin chào cộng đồng mạng. Dạ, thì cũng như là Thế Anh tự đi làm lâu chưa cô ấy chú? Dạ, cháu đi hôm là năm tây tháng năm tên á, là 27 âm lịch ở dưới. Dạ. Là tối bữa đó là 4 tây cháu mới đi uống cà phê về, cháu mới nói với dì là dì với dượng ngủ rồi, cháu mới nói dì mẹ ơi mời con đi làm. Là cha nó mới giọt miệng hỏi chứ con làm ở đâu. Nó nói bạn con á, nói có ông anh nó tên Tây Ninh làm tiệm nét mà kêu con lên tỉnh phụ ảnh, ảnh trả con tháng 11 triệu. Mời á, mẹ cho con tiền đặng con đi xe lên. Thì vì mấy cha nó nói thôi con đừng đi làm xa, nó nói con hứa bạn con rồi. Đó rồi khuya 4 giờ cô với Dượng mới đi ra chợ bán là sáng. Nó kêu cha nó về chở con lên bến xe giùm. Là cha nó đưa cho nó là có 300 ngàn là gì móc tiền ra gì đưa cho cha nó là 300 ngàn cho nó đi tiền xe. Nó đi lên rồi cứ tới chiều cha nó điện thoại hoài mà điện không được. Cái tới tối nó khoảng chừng gần 7 giờ nó điện về là nó điện Zalo á là thấy toàn là nhà lầu không à. Rồi nó đứng lên nó nói con tới chỗ rồi cha mẹ. Con làm chỗ này gì dòm lên gì thấy nhà lầu mà từng tầng cao nhọng ha. Nó nói bây giờ con không có cha mẹ điện con được đâu, con điện cha mẹ con phải nhấn nút này 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 nè con mới điện về được. Rồi cái gì mới nói vậy, cái cha nó nói chết rồi, nó bị vướng ở ngoài nước ngoài rồi. Rồi qua tới ngày thứ hai nó cũng vẫn điện về Zalo được. Tới ngày thứ ba điện được rồi bắt đầu từ đó là cắt liên lạc, không điện được, không còn điện được rồi. Chứ gì bị bệnh suy nhược rồi, con có gì nó vậy, cái gì cứ thập thầm lo sợ gì ăn ngủ không được. Cái nó làm đó khoảng gần 3 tháng rồi nó mới điện về, nó nói khi mà nó điện giấc khuya là cô chú 12 giờ khuya cô chú ngủ không hay. Yeah. Rồi ông chồng cô cũng không gần gì điện thoại. Cái sáng 7 giờ sáng hôm sau nó điện nữa. Nó điện nữa thì cha nó đi tầm vòng đây, ổng cởi cái quần ổng máng đây, ổng làm lúc đằng kia điện cũng không hay, không bắt máy. Cái sau mấy bữa đó cô buồn, cô cha nó chở lên nhà cậu nó thì kêu nhỏ cháu coi là nói anh An có điện về hai lần cô ba. Thì trong khi đó là cái về cha nó lấy số điện thoại điện không được. Cái nó điện, thời gian nó điện về nó nói cha mẹ có khỏe không? Bên đây con làm cũng ổn định rồi. Ơi mẹ cũng cố gắng lên con làm có tiền, con gửi về cho cha mẹ. Con làm ổn định rồi. Rồi cái từ lúc đó không có liên lạc được nữa. Không liên lạc rồi cái một khoảng trong một tháng mấy sau là nó điện về nó kêu mẹ ơi cứu con. Mẹ bây giờ mẹ chuẩn bị cho mẹ đi mượn cho con, cứu con 100 triệu. Rồi cô với chú mới khóc không, nó bán rau cải mẹ với cha đâu có tiền đâu mà chuộc con. Nó nói mẹ lên á, mẹ kêu bên nội bên ngoại lên mẹ quỳ lại cậu Út, kêu cô Út cứu con. Bây giờ con về con làm cả đời con trả cậu cũng được.
Nhưng mà dì đã chạy khắp nơi, bên cậu, bên nội, bên ngoại cũng ai có tiền giúp đỡ. Lại thì cha nó mới điện, mới nói con cố gắng lên đi Út, con nói Út làm sổ đỏ được, Út sẽ cho cha 100 triệu chuộc con. Rồi cái ngày cuối cùng cái không điện được nó là mất liên lạc. Tới 11 ngày sau là công an báo về, nó nói Nguyễn Thế Anh đã chết. Cục đó là gì, nó kêu gì chuộc rồi chị không có tiền hay gì, cũng như là hồn gì á đã chết theo con của gì, rồi đau đớn, rồi gì không ăn không uống không ngủ được, gì cứ ngồi với chị khóc, nghe tiếng nó kêu mẹ ơi cứu con, mẹ không cứu con chết, con không sống nổi. Là nó khóc là gì biết nó bệnh, nó đau khổ rồi mà gia đình nghèo, chạy khắp nơi không ai giúp đỡ hết trơn. Rồi cuối cùng gì quay bỏ con gì tới mười mấy ngày là nó chết. Lúc đó có điện về là kêu ở đây gửi lên 100 triệu chuột đem về. Sao rồi nó bớt là nó thấy gì với chú Duyên thằng gọi về khóc, rồi nó nói con giờ con thấy hoàn cảnh của dì á, thấy anh là người con mua, cái người bạn nói vậy á. Yeah. Con mua bây giờ cô chú phải chạy tiền, con thấy cô chú khổ quá, giờ con bớt là 85 triệu. Yeah. Mà 85 triệu gì cũng không có khả năng chạy nữa. Rồi cuối cùng ngày cuối cùng là chạy không được tiền là cắt liên lạc luôn, là nó bán con gì qua đâu bên chỗ nào mà bây giờ chết, nó kéo vô bị gừng đi dục ở trong động. Thì khi công an nói là phát hiện tử thi là nó dục ở đâu mà giáp ganh câm ở gì Thái Lan mà nằm trong gừng á, nó bê gừng á chứ không ạ. Mà lúc đang làm ở đây thì mấy tháng cũng gửi tiền gì cho cô chú không? Nó làm ở thành phố là nó về nó cũng cho tiền cha mẹ, rồi nó mua sữa mua đồ, nó biết gì bệnh chi nhược á. Yeah. Mỗi lần á nó điện về tới tối mà gì còn làm đâu cãi, nó la lắm, nó là đứa có hiếu, nó có hiếu. Con mới nó về nó đi làm tối á, nó nấu nước gì tắm nó bóp xếp dầu, nó bóp từ tay từ chân mà không biết nó có gì nó mà đi qua mà quýnh nó chết luôn đi. Chết cách thảm thương gì cái tối ngày gì. Gì sống cũng như giờ giờ hồn gì cũng như là không có xác luôn. Nghe kêu văng vẳng mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Mẹ lên mẹ nhờ mấy cậu mấy gì bên nội ngoại cứu con về, con làm cả đời cũng được. Nghe mấy tiếng con kêu cầu cứu lương gì cứu không được, lương tâm gì cắn. Vì thức chú, vì khóc chú luôn mà nay vì khóc tính ra là nước mắt gì cũng muốn không cạn, ăn không được. Cứ nằm xuống thấy gai gứt con kêu mẹ ơi cứu con mà giờ mẹ đi lại khắp nơi đó. Nó kêu gì phải lên lúc ở thành phố á, ngay chỗ nó làm rồi tước á, mẹ lên chú Năm mẹ quỳ lại chú Năm cứu con. Mà bây giờ người ta kinh tế giờ đâu có máu mủ ruột gà gì, đâu ai giúp đỡ được đâu. Nói con thôi giờ gán cố gắng bệnh làm đi. Út nói Út làm sổ được, Út sẽ cho cha con 100 triệu cho con về. Mà chưa có xong nó bán con gì, đi kiếm con gì ở đâu. Vì thế anh là dính ở Campuchia hết mấy tháng không? Dạ nó, hồi nó đi là năm tây là 27 âm lịch mình á, mà đi ra tính ra nay tháng năm bằng nay biết tháng mấy tây á, gì cũng không biết nữa, mấy tháng rồi, 4-5 tháng gì rồi đó con. Yeah. 4-5 tháng rồi. Trong 4-5 tháng ở Campuchia cũng không có gửi tiền gì cho mẹ. Rồi con làm có tiền con gửi về cho cha mẹ, nó chỉ nói một khúc đó thôi rồi tới tống tiền luôn, chứ không có được nói gì, không có được gọi nói gì nữa. Dạ thì cô cho con hỏi lúc mà cô nhận được thông tin mà đến nhận Thế Anh đó cô, là trong lòng cô sao cô? Trời ơi cô nói cô cái bữa cô nói là hoàn cảnh cô thiếu thuốc, cho cô đi hái rau vườn lúc ở trên đây nè. Yeah. Thì cô hái xong rồi, cô hái hai bó rau muống vậy nè, cô nghe cha nó kêu mà trời chuyển đen, cha nó kêu quá trời. Cô chỉ nghĩ là ổng nói là sức khỏe gì cũng có rồi, tại vì đi hái cũng như ổng đi rước gì thôi, chứ ổng chạy là ổng báo là con đã chết vậy đó. Khúc đó trời ơi, gì từ ở phương xa gì lết
Trời mà ơi. Nói á, gì lết không gì kéo hai bó rồi muốn mà gì không bỏ công sức cái gì hả, gì kéo tới nhà cậu nó là tên Tú Điền á, là thì tại vì nó thì với thằng anh nó thì sống còn hậu khẩu bên cậu bên ngoại chưa cắt ra, rồi công an đã báo về bên cậu nó mới biết, rồi cậu nó mới điện trời ơi lúc đó gì nói gì coi như gì chết gì la quá trời gì đó trời ơi, vào chứ gì cũng trách móc cũng em gì cũng nói là nó có tiền mà nó không cứu cháu gì la gì lúc đó gì coi như là cuộc đời mày không cứu cháu mày giờ nó chết cuộc đời chị mày cũng như chết theo nó luôn rồi giờ đó không sống nữa. Yeah. Khi mà mày không nghe cháu mày kêu á lên quỳ lại cô Út cứu con, mẹ mày quỳ lại cô Út cứu con đem về con sẽ làm cả đời cũng đã cô Út cũng được, là khi gì biết là con gì bệnh nó đã khổ nên nó nói tiếng nó gì đón được. Yeah. Nó bệnh nó khổ mà. Yeah. Bây giờ không ai cứu nó được, khi gì cứu không biết đến động đồng mạng không nữa, khi gì nằm gì tuyệt vọng quá trời gì nói khi con nó còn sống mà có mấy chục triệu mà không chạy được để đem con về mà giờ tới 150 mà nó cúng lại là 10 triệu còn tâm tư nó nói về hiện giờ chiên bí là gì tưởng là gì tưởng bỏ xác con của gì ở bệnh chứ không có gì chúng bên nội nói gì mới nói mấy cô mấy gì bây giờ cô có ai mượn bất thê bật mướn nào à? Nhận tôi vợ chồng tôi quỳ lại tôi mượn để rồi tôi đem xác con tôi về lại rồi cứu mà nó kêu cầu cứu không được. Yeah. Rồi cô nó mới dẫn cho gì mượn hai người, một người hứa là 70 triệu, hai người 140 mà giá là 70 bật 10 100 triệu là 180 triệu tiền lời. Cái gì bóp bụng gì chỉ nghĩ là chủ chát con gì về để cho gì an tâm thôi chứ gì nghĩ cái tiền lời đó thì gì bất chấp cũng như lúc đó mẹ thương con không có nghĩ gì để tiền lời gì được không gì là mượn là 140 triệu đó tiền lời đó là vợ chồng gì với con nhỏ em đứng ra công chứng rồi hết cũng như là giấy chứng minh đồ ra tới phường ấp trong công chứng hết rồi cũng như mình mượn số tiền đó. Thì số tiền quá lớn luôn. Dạ số tiền lớn quá rồi bây giờ vì thương con gì bây giờ gì cũng bớt bụng đi mượn đặng chuột nó về khi nó còn sống nó khóc nó kêu cứu nó về bây giờ lẽ gì bỏ con gì ở xứ lạ rồi mình. Vậy con hỏi lúc mà em thấy mất á rồi bên kia điện về là mình ở đây mình lên để nhận xác á là đi lúc mấy giờ? Dạ bữa đó là gì đi bán á về á đáng lẽ cái ông đó ông nói là thứ tư ở thứ ba là xong hồ sơ cái ông gì lãnh xác á. Yeah. Khi thứ ba xong rồi ông nói bây giờ đợi công an nó khám một lần nữa nó mới cho trùng khớp gì nó mới cho xích xác cũng như ký tên nhận đem xác cháu về. Yeah. Rồi cái sáng gì cũng đi bán ra nhà gì ra bán xong rồi bữa đi về sớm là khoảng 10 giờ hay là biết 10 giờ bữa đi 11 giờ đi nhận xác là 11 giờ 6 phút. Rồi khúc đó là nó điện về nó kêu gia đình chuẩn bị đi là khúc đó đi là ông nhớ là 11 giờ mấy á. Yeah. Lúc mình đi vậy là mình đi qua bên đó mình nhận xác của em là mấy người hả cô? Cô với thằng anh nói bà hồi nãy á. Yeah. Là với cô Út nói với con của cô Út nó là 4 người. Yeah. Với rồi khi mà không mà thằng con gì điện cho cháu Phong á Phong Bụi á. Yeah. Là nói là người ta đã kêu gia đình em đi nhận xét thì Phong Bụi nói là bây giờ em kêu gia đình cứ việc đi đi anh ở trên này là xe anh bắt đi luôn. Yeah. Cũng như là Phong Bụi không có xuống đây mà Phong Bụi từ ở trên thành phố ở đâu á. Yeah. Phong Bụi đi xe từ thiện lên đó rồi gì với bốn người đi với thằng cháu mà nó chở xe nó taxi nó chở qua bệnh là gần tới cửa khẩu Tây Ninh rồi xe có gì đậu ngoài này là không dám vô gần tại cổng rồi cái tới Phong Bụi lên là mới nói thôi giờ cô với mấy gì đi vô đi con dẫn vô đây nghỉ ngơi rồi có ăn uống gì rồi đợi ở bển cứu điện thoại điện qua rồi con dẫn qua là nhận xác em đó là gì đậu xe đó rồi Phong Bụi tới mới kêu gì vô cái quán
quán ăn mà ở quán đó là có giỏng ông mà vô đổng nằm nghỉ. Rồi Phong nó mới cho gì một chén cơm với bỏ cho gì bữa cá, nó nói bà cố ăn lên đi để còn sức lên để nhận cháu đem về. Rồi cứ nằm đó còn chút, nó điện nó nói là chở thi thể là đi một tiếng rưỡi rồi, cũng như ở trong nghe chỗ nó chết rồi phòng lạnh gì cũng biết. Nó điện nó đưa cháu ra một tiếng rưỡi, còn một tiếng rưỡi nó mới tới ngay chỗ cảnh niệm. Rồi tới đó thì điện cho Phong phụ Phong buồn mới dẫn dì với gia đình vô thì rồi dì Hiếu Phong nó tay nó gì nó nói gì để hỏi ngay chỗ mai tàn mai táng đâu con gì nó. Nó chỉ gì mấy này gì giờ thấy cái hàng ở ngoài mấy lề, ở ngoài lan can ở mấy lề á, chứ không phải trong nhà mấy tám nữa. Rồi với một cái băng ca mà để cái cục gì đen xì là cái xác con của gì á. Nó xác nó quấn bằng giấy mũ đen rồi nó quấn cục lại mà nó sình lên nó bự rồi. Rồi cái tới đó nó chỉ gì cũng như hậu với gì không còn gì nữa. Rồi nó nói gì ốm yếu gì đừng có lại nhìn mặt con. Vì nhìn mặt con á, vì chịu không nổi đâu. Rồi vì có nói câu, vì nói giờ vì là mẹ bây giờ con nó đã mất rồi, giờ cỡ nào vì có chết vì cũng lại nhìn mặt con gì nữa, không cho gì nhìn mặt gì không chịu. Vì nói vậy, anh của nó nói câu vậy. Mấy anh phải cho tôi nhìn mặt, có phải em của em không? Chứ nhiều khi mấy anh không cho em nhìn mặt, có phải thi thể của em không? Rằng anh nó là thằng này á. Nó nói câu nói vậy. Rồi nó mới mở ra từ cái khúc đầu không cờ con, chứ không có phải nó quấn con gì như đòn bánh tét cho mình sinh lên. Mở cái đầu là hai cậu đó cầm hai cái bình mà xịt vô vậy nè. Là vì thấy thịt của nó gớt lên thôi. Khi đó là vì giái tâm nguyện gì nó có phải con á, con cho mẹ nhận gãn con. Là khi nó xịt ra là vì thấy nó hồi đó nó còn nhỏ, thằng kia nó ấy nó có vết thẹo đây vì chở nó đi mai nè, vết thẹo đây còn nè. Rồi với hầm găng của nó khi nó chết nó bị ấy, nó đưa cái găng ra với mái tóc nó với cái ấy là gì nhận. Thằng anh nó nói mẹ ơi, Nghệ An là mẹ ơi. Khúc đó gì không biết gì hết trơn. Rồi đốt nó mới kéo rồi nó cột lại chỉ nhận. Thì lúc đó là thi thể là đang nằm bên Campuchia hay là đưa qua Việt Nam rồi? Đưa còn cổng Campuchia. Bên Campuchia luôn, vì cô bên kia luôn hả? Đi qua hai cổng lận. Cái cổng cổng ngoài là cổng bưởi nó là bên Tây Ninh hay gì á. Rồi vô cổng Tông nữa. Là hai cổng á. Rồi nó nói gì khi mà bảo quản thi thể đến cha mẹ lên gặp mặt, mà trong khi cái người ở bản điện về nói vậy, nói là chồng 150 triệu bảo quản thi thể nằm trong phòng lạnh cũng như ngày bao nhiêu đô mà tính ra 2,5 triệu. Phong nói là ngày 2,5 triệu đó con. Mà giờ ra nó sình mà nó quấn cũng như là cái khúc cây để tính ra nó mắc hơn là còn sống nữa. Còn sống rồi có 85 triệu à. Rồi mất đi rồi tới 150 triệu. Giờ bà mới nhớ bà ép mình tới khi mà trung tâm tiểu hạ giá xuống mà thấy hoàn cảnh khổ, còn 85 triệu mà giờ chết rồi cứu không được. Mà giờ 85 triệu chuột xác không được. Giờ tâm 40 triệu là chuột xác em về mới gọi mới nhớ bà tuổi cái chỗ đó là quá cao. Đau gì đâu, từ khúc gì nhớ hoài gì không quên, tới cuộc đời gì ra đi gì cũng nhớ. Nó khóc nó kêu mẹ ơi cứu con, mẹ lên mẹ quỳ lại cậu Út cứu con mẹ. Nếu mà không cứu con chết bên đây là nó nói là gì đó, biết con gì ở bệnh nó đã khổ rồi. Mà bây giờ đi quỳ lại khắp nơi nó không ai giúp đỡ. Rồi cái gì từ cái ngày mà gì biết con gì nó lọt qua bên Campuchia rồi gì mất ăn mất ngủ. Chưa có mong là từ ngày nó gọi chuột mà đến ngày nó chết. Vì như sống giờ cái xác không, cái hồn cũng có, con giờ nhớ tới đâu mà nước mắt chảy từ đó. Nhớ là kêu mẹ ơi cứu con mẹ ơi. Tôi nói thật cái cậu đó, cái ngày mà nó báo về là cái ngày nó như là ngày mai là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng là hết thời hạn mà đến cho 3 ngày á. Hôm đó nó thức cho 3 ngày rồi sau đó cho 3 ngày nữa. Nó như ngày là mơ ngày cuối cùng là bữa nay nó điện về rồi nè. Nó cha
ngày mai là ngày cuối cùng nha, cha ráng chạy thì con cha, con cảm ơn cha, cứu con cha, con về con mừng cả đời. Rồi ngày mai tôi không có tiền, tôi đâu có điện gì mà qua bển, đâu có tiền đâu mà đi. Rồi để từ ngày mai rồi cái hồi ngày mai không có tiền không đi, cũng im lìm luôn. Rồi nó cắt liên lạc luôn, nó cắt đâu khoảng chừng 4 ngày. Rồi tôi mới nói với bà ơi, giờ mình điện không có được, bà không có liên lạc với bển được nữa. Ê, để giờ coi coi như ở bển nó bán cái chỗ nào mà chờ cứu điện lộ sao nè, rồi liên lạc với mình, rồi mình đây nó chờ bển nó điện về, mình đây cũng chỉ chạy quần tiền chạy nữa coi sao, cũng chạy được mất có 20 triệu à. Rồi bển điện về tôi lên nhổ đồ, mẹ thì đi hay không muốn đó. Rồi nó thành bển báo về là con tôi nó chết rồi, thì tôi chạy tôi kêu bả là coi như bả lết không. Dạ. Lúc đi lấy xác chú có đi theo không? Đi nhà lo dọn nhà dọn cửa rồi tôi không có đi. Tôi chết tôi cũng đau xót, tôi thương nó lắm. Mà nói chung mẹ cha mẹ nó kính trọng cha mẹ lắm. Ổng có cái là ổng chưa có giấy chứng minh. Tôi không đi không được. Rồi ra cửa khẩu không có giấy, nó không có cho vô được. Yeah. Rồi nên cha nó quay ở nhà. Rồi dì với anh nó với cô nó với em nó đi rồi mà. Mà cái ngày nó đi á thì anh không có nhà, phải anh nó nhà chắc là nó không đi. Anh nó đi bắt đi làm. Chính tại tôi đưa lên bến xe Minh Tâm mà cho nó có 300 ngàn mà trong mình tròn 300 ngàn còn 100 ngàn để nhà mua đồ. Chứ xe có tiền tôi cũng cho nó bạc tiệu luôn. Rồi thế anh là nói giờ có từng đi làm xa không cô chú? Có. Có, nó làm ở thành phố có mấy năm nó còn nhỏ thì nó làm, nó phụ bán ra cho cái chú Năm ở tỉnh Thủ Đức á. Yeah. Nó làm cũng 6-7 năm gì không, nó làm có 12-13 triệu à, 12-13 năm à. Nó làm đó rồi đó, nó mới nghỉ đây nè, rồi không biết nó có bùng vô gì chú nó tỉnh không, nó nghỉ thì về đây gì cũng có hỏi sao con nghỉ ở trên chú Năm. Nó nói mẹ con không làm nữa, con về đây là mày biết rồi, nó nói vậy á. Cậu biết không, nó nghe hôm đó nó làm nó cũng chết hụt hết một lần rồi. Nó lên Bình Chánh nó làm mà người ta giữ điện thoại, cũng thằng môi giới nó vô giới thiệu, môi giới vô cũng ăn tiền còn hết 1,5 triệu. Nếu mà làm nổi á, làm nổi thì phải đưa trước thằng chủ hãng đá, phải đưa cho thằng này 1,5 triệu trước. Rồi vô ông làm, vô làm mà nó giữ điện thoại khoảng 10 bữa. Thì 10 bữa rồi xong mới liên lạc thì nhà mẹ nó, nhà cũng gầu lo đâu có liên lạc được, mẹ nó mà cạo đầu mới ra nó chắc vậy đó, nó chập tướng cái gì chắc hụt có một lần rồi đó. Nó không điện thoại được cái gì, đi chùa này cái chị ra đứng giữa tờ chị gái nó liên lạc được cái gì. 10 ngày sau á nó điện thoại rồi về, nó nói mẹ ơi con lên con, cái anh kia ảnh giới thiệu con vô hãng nước đá mà trong khi con đi chỉ đủ tiền xe không mà ảnh nói vậy. Dẫn con vô hãng nước đá làm phải đưa ảnh 1,5 triệu. Rồi cái dẫn tới hãng nước đá, ông chủ nước đá mới đưa cho thằng cò 1,5 triệu. Rồi vô đó rồi cái ông chủ nước đá lấy điện thoại con, không cho điện về gia đình. Khi mà con làm đúng 10 ngày rồi đủ 1,5 triệu đó, ảnh trả điện thoại con mới điện về nhà. Rồi lúc đó gì cũng khóc, gì tưởng nó đâu cũng rọt vô bển mà cái kiếp nó ông rọt. Rồi cái nó vô tổng nó làm, ông nói làm nặng mà nước đá rớt vô chân, rồi nó làm được mấy tháng nó mới xin nghỉ. Nó nghỉ đó rồi cái nó về đây là gì mới nói là con ơi về đây con làm đi, gần cha gần mẹ, chiều về mẹ còn thấy mặt con. Vì kêu nó về để xin mấy cái trại dừa này nè, con theo trại dừa con làm ngày mấy trăm cũng được, 200-300 mà cũng gần mẹ con đi xa một lần đó là mẹ cạo đầu cũng vì con, mẹ giái cho con được mạnh giỏi. Rồi sau chuyến này nó đi, nó dương là nó đi luôn, nó bỏ gì đi luôn như lần trước một lần rồi hụt hết con. Dạ, rồi xong rồi về, xong rồi đợt này là đi, xong rồi là dướng luôn, đi qua tới bên kia luôn. Là vừa nó về chuyến này là nó bị bạn nó nổi, rồi cái sáng lại nguyên lại sáng nó đi là nhìn chuyện ông về cái gì được nữa. Ở như em đi á, mình cũng hỏi rồi làm ở đâu thì kia nọ, em mới chia sẻ thì cũng đỡ. Dạ. Còn này em nó không nói gì hết, chỉ nói là con làm ở Tây Ninh. Chỉ bạn nói con thôi. Á dạ. Giới thiệu anh của bạn mở tiệm net tận á. Dạ. Là cha nó mới nói rồi sao con biết, nói ảnh cho địa chỉ con tới đó rồi con điện ảnh ra anh rước con nó. Dạ. Thì nó chỉ nói rồi cha nó, tôi mới đưa tiền cha nó đưa nó đi, rồi nó đi là
cái ngày mà nó điện gì là tôi đoán là có sự thật. Nó vừa điện mà nó vừa cầm cái thuốc mặc quần sọt mà nó điện cho tôi mà nó dòm giáo giác thôi không nó điện nó dòm hồi hộp nó hồi hộp nó dòm giáo giác nó con điện cho cha, cha điện con không được, con điện cho cha được nhưng mà con có điện cho cha cái qua cái nó chỉ nè, nó qua cái hệ thống này nè biết điện gì Việt Nam được. À, tôi mới nói mẹ nó, bà ơi ngang chắc nó bị dính bên nước nào rồi, giờ nó mỗi lần điện giờ phải qua cái hệ thống này mới điện Việt Nam được, còn ở như là Tân Biên Campuchia ở đâu điện gì không được. Nó nói tiếng đó là tôi biết ở không còn nước trong Việt Nam, chừng nó mới quả ra. Bà nói tôi biết nó hổ rồi thôi chắc không đến đổi đâu rồi, cũng mấy tháng trời an tâm rồi bình yên rồi, khuyên bà gầu quá lo, bà thương con, bà nhớ con quá, thì xuống khuyên mấy tháng trời không liên lạc gì hết. Thì con nghĩ lúc đang nói chuyện điện thoại với chú á thì hồi hộp sợ người ta phát hiện, người ta nhìn thấy được lúc nói chuyện điện thoại về nhà, sợ người ta còn bắt em này kia nó đủ thứ các kiểu. Mà đứa nói chuyện với mình cũng có sang tổng, vừa cầm nước thuốc nè, mặc đồ mà có mặc cái dấu giác này nè. Nó là điện về. Chỉ là lúc đó chú biết là em đang ở bên đó thôi. Biết ở bên đó mà, nhưng mà không biết ở nước nào không. Con ở đây con rất là thấy tội lúc mà nói lên một câu là anh đó nói là bây giờ có tiền thì chuột, không có thì tại vì em này là mua lợi. Thấy bởi vì mẹ nó thương nó quá, thành ra mỗi lần điện thoại rồi tôi mới cho nó, mẹ nó nói chuyện với nó. Còn mẹ nói chuyện không có cặn kẽ thôi, mới mốt để nó có điện về để tôi nói chuyện. Nó nói cậu vậy, bây giờ con điện về cho cha mà con có ai ở đó không, không có ai hỏi mình hỏi hả? Nếu mà không có ai thì mình hỏi con biết ở bển là con ở gì, cái vị trí là vị trí nào không, tòa nhà nào không, mà nó nói con hỏi cha hỏi con nó có thôi, bây giờ có thì cho cha gặp ngay quản lý để cha nói chuyện. Nó cái quản lý nó alo cái con là chú mà nói chuyện thì mình nghe cũng có cái đạo đức lắm. Rồi nó nói là cái người Nguyễn Thế Anh này là con mua, bây giờ con báo chú là phải chuột, nếu không chuột là con sẽ báo chú khác. Dạ, báo chú khác. Rồi đúng rồi. Nó báo chú khác. Nói là tâm tâm vậy. Mà nó báo chú khác, bây giờ chuột con tôi là chuột bao nhiêu cậu, là 100 triệu. Rồi tóc là cho là thời hạn 3 ngày. Rồi tôi mới nói giờ cậu ơi, hoàn cảnh tôi nghèo lắm, nhà không có, muốn chỗ ở tầm rau tầm cải để bán có tiền sống bữa cơm bữa cháo thôi. Cái tiền ở đâu mà cứu con thêm 100 triệu, mà giờ cậu cho tôi kéo dài lên thời gian khoảng 10 bữa nửa tháng đi, chứ giờ hoàn cảnh khổ lắm. Rồi nó cho 3 ngày rồi con tôi bển nó cũng nói cho to nhỏ gì ở bển, giờ hoàn cảnh khổ quá rồi nó giảm 15 triệu là còn 85 triệu. Rồi nó cho thêm 3 ngày nữa cũng đi mới chạy được 20 triệu rồi. Rồi cái ngày 3 ngày nữa mới ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi là ngày thứ hai con nó điện về là cha giờ không có tiền chắc con chết. Mà nó điện mà nó khóc mà tôi cũng khóc nữa. Rồi qua ngày sau không có tiền rồi tôi bên đây cũng không có liên lạc ở bển, mà bển cũng có điện về. Chừng 4 ngày sau rồi đó, ở bển bên bển điện về công an tỉnh về điện về cậu nó báo nó chết, điện về báo chết. Vậy là cái khoảng thời gian mà chú với cô ở đây không liên lạc với được với em Thế Anh là bên đó là chắc có lẽ người ta đã làm theo cái cách của người ta rồi. Mẹ nó thương ở nhà mà làm tối chút mà cái nó gầy nó la nó, mẹ đừng làm tối sức khỏe mà yếu lắm. Đi làm về cái làm nua bả cho mẹ nó muốn ăn nhật lạ tối cái nấu gì nó nước tắm rồi bóp giò chứ mẹ nó cứ yêu là con mà nó mà đi mà làm gì nó giết con gì tàn nhẫn nó làm gì nó quýnh nó mặt mày không còn nó chết mà tận mà không có không mặc thì cho nhỏ cái quần cái áo để chết nằm thê đó mà không có đồ bạn luôn hả chú? Không có đồ bạn. Giờ con thấy nó chỉ mặc có cái quần xì trong rồi nó mặc cái quần xì rồi nó khám mấy ổng bệnh khám tử thi rồi để trong nhà lạnh nó bên gần cũng dốc lên cái len đó. Bệnh gửi hình về đó. Thì tôi mới biết chứ tôi cũng không biết nữa. Nó gửi đúng là khám tử thi em chết chứ nó chụp giấy chứng minh con gì á. Khám là cái xác chết nằm chính giữa giấy chứng minh với đồ là nằm để nó kèm nó gửi về địa chỉ số nhà đó. Bên điện thoại thì nó thật mấy cậu tôi muốn gành có thằng này có thằng anh nó gành chứ tôi còn cái gì để
kêu mình gia nhập Zalo chứ tôi biết điện tới thì nghe thôi chứ còn chứ không biết gì, bây giờ gì cũng nhờ nó. Dạ. Rồi cũng như là đem cháu về làm đám xong xuôi rồi nợ nần như thế nào rồi cô? Cô thì hồi giờ cháu chết là trong mình cô là mấy người bên thằng em cô nó nói là cho cô 10 triệu nhưng mà nó kêu cô đi gom đủ rồi lên nó đưa, nhưng mà nói cái bằng miệng chưa đưa tiền. Yeah. Rồi chỉ có người cô ba nó là cho cô 10 triệu đó, rồi là cô ba nó đưa 10 triệu là cô đã nắm trong tay. Yeah. Là giữ được 10 triệu đó, và đến khi cháu nó chết là cô quay rồi cô còn có 8 triệu rưỡi trong mình đó, rồi cô gom hết là tổng cộng là tiền Phong ở ngày mà Phong quay clip cô mà chợ á. Yeah. Là cái cô gì bên Việt Kiều là cho cô là 300 đô đổi ra 7 triệu rưỡi. Yeah. 7 triệu rưỡi rồi cả chợ đó người ta gom góp cho cô 10 triệu nữa. Yeah. 10 triệu nữa rồi tới ngày Phong đem thi thể cháu về là Phong đưa cho gì là 41 triệu, 41.722.000 nữa. Yeah. Đó, rồi Phong nó có đốt nhang, Phong nó nói gì cứ việc tịnh dưỡng đi, cháu sẽ tìm cách để đủ số tiền cho gì ta nợ cho cháu. Yeah. Là Phong nói gì vậy. Rồi khi ngày mà đám ma bên nội bên ngoại đồ cho là tổng cộng 30 triệu nữa, là thằng con gì nó tổng cộng hết là trong đây là 90 triệu, còn có 100.000 nữa được 90 triệu, 90 triệu. Rồi vậy đợi Phong đợi nếu mà có ai giúp đỡ đúng 100 triệu gì xuống gì trả cái mối nợ là mượn lớn là cái gì tính là trả cho nó nhẹ tới tháng tới 10 triệu tiền lời. Yeah. Nhưng mà tiền cái số tiền chưa đã, đủ gì chưa đủ gì còn giữ đây chứ. Yeah. Gì chưa có trả bên kia. Yeah. Chưa có trả bên bên Vì mượn tới 150 luôn ha. Một 140 lấy khoảng 140. Yeah. Lấy đủ cái số tiền trang trải tiền cho con hai bên là 140. Yeah. Là nó điện về nói là 150 nhưng mà thấy hoàn cảnh cũng lại 10 triệu khoảng 140. Bây giờ cô cũng còn nợ lại cái số tiền. Dạ, chưa có trả người ta. Là chưa có đủ tiền để trả là... người ta. Dạ. 40 mấy triệu nữa. Dạ, còn 40 mấy triệu nữa. Dạ. Là mới đủ. Bên đây là cũng tính ra là được 90 mấy triệu rồi. Mấy như hồi sáng này mấy người ngoài chợ gom cho gì cũng được vài triệu nữa. Dạ. Vì chưa có nhập vô gì. Dạ. Mới về tới á. Rồi cái gì nhập cái số tiền ai cũng nhiêu hoàng. Anh nó nói là mấy giữ nó đi để anh Phong xuống cũng như công bố lên là được bao nhiêu tiền vậy đó. Dạ. Rồi mẹ xong rồi mẹ trả người ta. Yeah. Người chưa có đủ số tiền rồi đừng có trả nó tiền. Yeah. Con gì nó nói vậy thì tụi con cũng xuống đây thì con cũng nghe thông tin này, tụi con muốn chia sẻ bài viết này lên. Yeah. Cũng như là con cũng mong cộng đồng mạng nó xem được video của tụi con á. Yeah. Giúp được chú Thím được thì con sẽ đem xuống. Dạ. Thì không, con thấy cái hoàn cảnh của cô chú rất là đáng thương luôn. Mất của đứa con rồi nợ nần chồng chất nữa. Dạ. Nhà ừ. Thì ở nhà thuê nữa, không phải đất của ừ. Nhà tiền thụ của mình. Dạ, cũng nhà, thấy tội. Nhà thì cô đi bán về sáng nay con lại không gặp á. Dạ. Dạ. Cô với chú bán mà chợ mặt hồng mới sáng dạ. Con nó có điện lên. Dạ. Dạ. Mình bán gì không? Bán gì trồng rau muống rồi trồng cải rồi trồng mướp gì có gì gì bán nấy à. Còn với nhiều khi ăn đồ gì đi hái rau vườn thêm nhẫn lòng là rau muống đỏ gì cái gì bán được thì gì đi hái. Rồi lúc đó là ngày được mấy chục ngàn trăm ngàn. À. Tiền đâu mà hàng trăm triệu để đi ăn chuột con. Thì bởi vậy đó, chính vì không có tiền cho nên em thấy anh ấy bỏ mạng ở bên nước bạn. Quá thương con mà nó đổ làm liều để đi mượn số tiền đó cậu. Dạ, mà chuyện tới đâu đó mình cứu con mình về thôi. Nói với lương tâm thì gì nói gì khóc xuống gì nói bây giờ. Khi còn sống nó kêu mẹ cứu mà mẹ con có tiền mẹ cứu. Bây giờ con có gì chết giờ ai cho gì giá bao nhiêu gì cũng mượn đặng đem con gì về gần. Ở bển khi mà nó khóc nó kêu mẹ ơi cứu con, nếu mẹ
lên nói cậu mà không cứu con là con chết, chứ con không sống nổi bên đây là vì biết là con của dì đã khổ bệnh rồi. Dì coi như là cuộc đời dì đã theo nó giờ cũng như là dì sống đây bị chết con, mà cái hồn lúc nào dì cũng nhớ nghe con của cô gọi bên tai ngủ không yên. Mà bây giờ mấy bạn mà chợ cũng số người bình luận nói à, còn sống có 80 mấy triệu à, chuộng được thì giờ tao mấy bỏ mẹ bệnh cho nó ăn giọng gì nói vậy gì vậy á. Nói gần mấy bà nói vậy, mấy bà có phải con máu mủ mấy bà không, mà mấy bà nói bây giờ bà chạy nợ 150 vậy rồi tiền đâu bà trả. Mấy bà có người thì người ta cũng nói khác, có người cũng nói khác. Con nói giờ kêu gì bỏ con gì, làm sao gì bỏ được. Mấy chị nghĩ cho con mình mà những người mà phát biểu qua câu nói bỏ đi là bà cũng không có người ta cũng là chửi là cái bà đó luôn. Chửi là cái bà mà chửi là cái bà mà phát biểu câu hồi còn sống mà 85 triệu giờ mà 150 triệu kêu bỏ luôn, ta chửi là bà luôn. Còn bà còn nói câu rồi mấy bà mà chợ chửi quá là chị suy nghĩ rồi chị nói chị ăn nói bậy bạ vô đây, chị nói con máu mủ người ta kêu bỏ bệnh đi là bỏ làm sao. Chị hỏi thăm cũng hỏi đâu chị làm, chị nói có số người người ta cũng khuyên gì họ cố gắng để còn số em nó như vậy, người ta cũng động viên gì họ cố vượt lên đi chị. Người nhà này sống chứ bây giờ chị khóc một hoài rồi chị nằm xuống rồi còn ăn rồi còn cháu nó khổ nữa, động viên chứ gì cứ nhớ đến đâu mà làm mưa nước mắt lắm rồi. Nghe tôi cũng cầm dữ lắm chứ, như mà mấy câu nhận tới chia buồn á thì nhớ đến cái câu mà trai cứu con cái tôi cầm nước mắt không được, tôi cầm không được. Cô có gửi lời với người mà người ta có con cháu này kia sợ bị lừa gạt qua Campuchia đó, cô có lời nhắn nhủ cho bà con không? Như là bây giờ thì có lời cũng như là kêu nhưng giờ để cho cái gì nhớ giờ đầu gì nhớ mà gì cũng như bây giờ con đã gì đã đi qua bệnh rồi, bây giờ khổ, bây giờ không có tiền bây giờ gì cũng như là khi con gì kêu gọi là mẹ không chuộc được xác mạng của con gì về, giờ gì cũng nhắn gửi với bao anh chị em mà có con dướng vào bên cảnh bên nước Thái á, bây giờ cũng ngán cố gắng lên để chuộc, cũng như là cỡ nào cũng kiếm tiền để đem cháu nó về để cháu ở bệnh. Khi mà không chuộc được là cuộc đời con mình cũng như đã chết ở bệnh đó, vì nó cũng như anh chị em rồi. Cộng đồng mạng á, cô bác nào mà có con cháu dướng vào bên nước bạn thì hãy cố gắng lên để chạy đồ cho có tiền để đem cháu về gần cha gần mẹ. Nhưng giờ á vì mất con gì rồi thì hối hận cả đời khi vì không đem được cháu về, vì cùng lương tâm vì đau cực khúc bây giờ. Còn bao nhiêu người ở bển mà kêu cầu cứu mà cha mẹ cũng khó khăn như vậy mà không cứu được. Mà giờ gì cũng nói là anh chị em ở bển có cháu, có con em nào mà dướng vào đó cũng như là phải cố gắng chạy để đem cháu về đi. Cho cha mẹ rồi xin về gia đình để cháu cũng như bển lắm vào hoàn cảnh như con của gì. Chỉ nhắn nhủ với cộng đồng mạng. Nó chụp nó học, nó có hiếu con có nơi tin không mà nói gì đồng bắp á. Nó khi thì vậy thì nấu bắp này con có tin không, gì mới tạo mình gì ngồi vậy là nó ngồi vậy là gì nấu bắp là nó xuống nó nằm kế bên gì nó thương nó mến quá nguyết gì rồi nó còn nhỏ tới bây giờ. Cái này chắc nó cũng nghĩ là gia đình quá nghèo mới muốn đi làm để kiếm tiền lo cho ba mẹ. Vậy là cháu này cũng rất là có hiếu rồi. Nó có hiếu những lời nó nói gì mà gì dám dẫn gì nhớ hoài gì không quên đâu. Cứ gì khóc hoài cha nó nói ơi bà ơi bà cố gắng lên, bây giờ bà quỷ xuống rồi tôi với người Thái làm sao. Tại vì khi mà gì tỉnh lên thì đỡ đỡ chứ gì nhớ lúc nào là nước mắt gì rơi. Giờ về nửa tiếng
Dạ thì cô ơi, thì nãy giờ anh em con chia sẻ với cô cũng khá dài rồi, thì bây giờ cô có lời gì gửi đến cô chú cộng đồng mạng trong thời gian này để giúp đỡ gia đình mình không cô? Dạ bây giờ cũng như là tôi là mẹ của Nguyễn Thế Anh, dạ, là cũng nhờ kêu gọi là cô chú rồi cộng đồng mạng để giúp đỡ đem xác của thi thể cô Nguyễn Thế Anh, con của tôi, về gia đình gần cha gần mẹ. Dạ. Bây giờ thì cũng là thay mặt con gì cả gia đình bên nội bên ngoại cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp đỡ cho gì đóng góp cho tiền tặng gì em xác con về. Dạ. Xin cảm ơn cả cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân gì đóng góp á, gì cũng không biết chữ nghĩa gì, gì nghĩ sao gì không. Nói vậy nói chung là bà con cũng đóng góp được một phần, bây giờ cũng còn thiếu một phần nữa. Mình cứ hy vọng là anh em mình đăng clip này được bà con sẽ đồng hành tiếp tục. Coi như là còn thiếu 40 mấy triệu nữa, 40 mấy triệu để giúp cho cô chú trả được hết phần nợ này. Chứ để con mất rồi về nợ nần tùm lum la, rồi cuộc sống hàng ngày chỉ bán rau cải ngày cái mấy chục ngàn trăm ngàn nuôi ở nhà là nhà mướn nữa. Đúng rồi, rất là khó khăn luôn. Chúng cầu mong cộng đồng mạng sẽ giúp đỡ thêm. Rồi vậy hết cô, vậy nãy giờ con kết thúc video ạ. Xin kết thúc video hết con. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Xin cảm ơn mấy cậu.